Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm một cái thùng để nuôi dán Dubia. Cái này cũng không phải mới mẻ gì. Nói chung là mình cảm thấy có thể chia sẻ thì mình chia sẻ thôi. Đầu tiên chuẩn bị vỉ chân giấy mới. Cái này các bạn có thể đặt trên mạng hoặc là ra cái cửa hàng bán trứng á, chia lại của họ, ít hoặc mới tinh đã. Bây giờ là sẽ đo xem là bao nhiêu là vừa. Đây, cắt vào đây. Đơn giản như vậy thôi. Có thể nói là bạn đã xong một cái chuồng để nuôi dán Dubia. Mục đích hôm nay mình làm cái này là để tăng diện tích, tăng cái nơi ở cho dán các bạn. Tại vì dán mình hôm nay nhiều lắm rồi, có 30 mấy con. Lần trước mình quay ở cái video trước đúng không, 30 mấy con cái thì nó đẻ ra quá trời luôn rồi. Bây giờ nhiều lắm, mình phải tăng cái diện tích ở cho nó lên để đáp ứng đủ nhu cầu của nó, chứ nó nhiều lắm rồi. Đây nè các bạn, đây là những trứng giấy cũ nè. Em mình mở hé hé ra cho các bạn coi. Đó, cái dáng con mà ở video trước đó các bạn, nó lớn bằng này rồi đó. Em mình mở này ra nữa cho các bạn coi. Đó, màu lớn không? Đó, này thì hơi ít, không biết là bên dưới có nhiều không. Cái vỉ này hơi ít, nhiều lắm các bạn. Đây là mình còn bán bớt đi 2 lạng cho mấy bạn kia nuôi. Như con này là chắc sắp lên size sinh sản rồi nè các bạn, không mấy con to to. Giờ mình sẽ cho nó qua nhà mới thôi, không nên đá động nó nhiều, không nên làm phiền nó nhiều. Bắt con lên cơ chơi. Đây, cái con này thì nó bằng với cái size mà ở cái video đầu tiên mình làm về con Dubia này á, là mình mua của bạn kia về 100 ngàn á, được 7 mấy con. Nó tầm size như thế này. Bây giờ những cái con này lại là con của những cái con đó. Bây giờ mình sẽ cho tụi này vô chuồng mới, sẽ quay tiếp cho các bạn xem mấy con sinh sản được chứ. Nó vẫn còn đang đẻ các bạn. Trước khi cho dán vô thì phải tha thức ăn xuống trước cho nó. Trước lúc mới mua về thì cám thì cho ăn bằng muỗng, đổ từ muỗng. Giờ không có đổ từ muỗng nữa mà đổ từ hũ các bạn. Đổ từ hộp này, chứ không có múc từ muỗng. Thả bí lại cho nó. Rồi, vô. Không cần phải làm gì hết các bạn, cứ đặt cái vỉ cũ lên trên này, bật đèn sáng ở bên trên, tự động tí nữa nó sẽ chui xuống dưới bên dưới này hết. Đây, các bạn thấy có mấy con nó chui xuống dưới rồi đó. Rảnh thì lấy cái cọ đuổi nó vậy nè, là nó chạy xuống hết. Đi xuống dưới. Đi nè. Đi. Nuôi dán này ít cũng có cái lợi các bạn, là mình đỡ phải tốn nhiều thời gian chăm sóc nó thôi. Với lại là mình sẽ chăm sóc nó tốt hơn là khi mình nuôi nhiều. Tuy nhiên nuôi nhiều thì mình sẽ đạt được cái năng suất nó nhiều, số lượng nó nhiều hơn. Ở đây còn ít xác dán các bạn. Vẫn thả vô cho nó ha. Rồi, vậy là coi như xong. Hộp dán size sinh sản đây các bạn, nó vẫn còn đang đẻ luôn. Ít thôi, nhưng mà mình rất là thích cái hộp này. Dán con nào nó to to không? Các bạn thấy không?
Ý gián con. Gián con nhiều lắm các bạn ơi, dưới này nó vẫn còn đang đẻ mà. Size baby kia rồi. Size lớn này. Con này size 5, 6 gì. Nhìn đã bóng lưỡng à. Vẫn còn đang đẻ. Bữa giờ thì mới chết có một con cái thôi. Vẫn cho ăn đều đều. Đó các bạn xem nhãn con dưới nè. Vẫn còn đang đẻ mà. Trên này nè. Size baby 500 đồng một con đấy. Có chút thành quả. Nếu như bạn nào ở gần gần mình thì có thể liên hệ mình để mình chia lại cho mình nuôi. Mình thì rất là nhiều rồi. Cái này thì không cần phải thay. Thì sắp tới mình sẽ tách dán con ra nữa. Mấy con chút này nè. Mấy con bự thì để riêng nó một chuồng. Mấy con nhỏ này thì chắc chắn không thể nào để chung với tụi kia được rồi. Phải để riêng một hộp nữa. Nuôi riêng tại vì nó sai, nó chênh lệch thì nó ăn. Nó dành, mấy con bự nó dành hết của mấy con nhỏ các bạn. Vậy nó không đạt. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về Duya này, các bạn cứ trực tiếp nhắn tin của mình qua Messenger của Facebook thì nó dễ hơn. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment để lại nhận xét bên dưới video thì mình sẽ xem và trả lời tất cả cho các bạn. Cảm ơn và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.